Điểm tin sáng ngày 4 tháng 11 Điểm tin quốc tế Thông tin then chốt về Omicron có thể xuất hiện trong vài ngày tới Ukraine nói cuộc tấn công quy mô lớn của Nga có thể xảy ra vào tháng riêng Thêm nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ Taliban cấm ép phụ nữ kết hôn Điểm tin trong nước Số ca nhiễm Covid tăng, bà địa vũng tàu trở thành vùng nguy cơ rất cao Thành phố Hồ Chí Minh test nhanh cả gia đình, tiêm mũi 3 cho người có nguy cơ. Sức ép quá tải F0 tại Cần Thơ. Một giáo viên uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trường sau buổi họp kỷ luật. Kính chào quý vị. Nguyễn Tươi rất vui được gặp quý vị trong mục điểm tin sáng ngày 4 tháng 12 trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là mục điểm tin quốc tế. Thông tin then chốt về Omicron có thể xuất hiện trong vài ngày tới. Kính thưa quý vị, Bloomberg ngày 3 tháng 12 đưa tin, thế giới đã phối hợp để bắt đầu nghiên cứu khẩn cấp về công hiệu của vaccine trước biến chủng mới Omicron. Theo một nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, câu trả lời có thể sẽ có trong vài ngày tới. Khoảng 450 nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang cùng phối hợp tìm kiếm hiệu quả của vaccine trước biến chủng Omicron, bà Anna Maria Henao Restrepo, một trong những người dẫn dắt công tác nghiên cứu và phát triển vaccine trong đại dịch của WHO cho biết. Họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng vài ngày tới. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt ra áp lực là kết quả sẽ có trong 3 ngày. Bà Henao Restrepo nói trong một buổi phỏng vấn trực tuyến vào ngày 1 tháng 12. Chúng ta chỉ nên nói là sẽ có kết quả trong 2 tuần tới. Chuyên gia của WHO đưa ra nhận định trên trong lúc biến chủng mới Omicron đang lây lan nhanh ở Nam Phi, làm dấy lên lo ngại về việc hiệu quả miễn dịch có được sau tiêm chủng hoặc sau khi đã khỏi bệnh vẫn không đủ để ngăn chặn tái nhiễm COVID-19 hoặc đợt bùng phát dịch bệnh mới. Theo bà Henio Redcello, gần 500 nhà nghiên cứu nói trên đang bắt tay vào việc phân tách biến chủng Omicron khỏi các mẫu bệnh phẩm nuôi cấy trong các phòng thí nghiệm xác thực trình tự gen và xây dựng phương pháp xét nghiệm biến chủng này trong các mẫu huyết tương. Trong các quá trình ấy, các nhà khoa học cần xét nghiệm huyết tương từ người đã khỏi COVID hoặc đã tiêm chủng các loại vaccine khác nhau để thử mật độ kháng thể cần thiết có thể vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn virus. Kết quả thu được sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu các loại vaccine ngừa COVID hiện nay có cần được điều chỉnh để chống lại Omicron hay không? Cho đến nay, thế giới vẫn còn chưa biết nhiều thông tin về Omicron, biến chủng gần đây nhất được WHO xếp vào danh sách biến chủng đáng quan ngại. Sau khi Nam Phi phát cảnh báo về Omicron vào ngày 24 tháng 11, nhiều nước đã gấp rút áp hạn chế đi lại đối với các quốc gia ở miền Nam châu Phi. Nhưng một số nước vẫn phát hiện ca nhiễm Omicron dù đã sớm hành động. Theo Reuters, chủng Omicron hiện đã lan đến ít nhất 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Ukraine nói cuộc tấn công quy mô lớn của Nga có thể xảy ra vào tháng riêng. Thưa quý vị, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã nói với Quốc hội vào hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 12 rằng, Nga đã điều động hơn 94.000 quân đến gần biên giới Ukraine và có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào cuối tháng riêng. Ông Reznikov khẳng định Ukraine sẽ không làm bất cứ điều gì để kích động tình hình nhưng sẵn sàng chống trả nếu Moscow phát động một cuộc tấn công. Ukraine và các đồng minh NATO đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chuyển quân của Nga gần biên giới Ukraine trong năm nay, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột âm ỉ ở miền đông Ukraine có thể bùng phát thành chiến tranh công khai. Ông Resnikov nói: "Tình báo của chúng tôi phân tích tất cả các tình huống kể cả tình huống xấu nhất. Nó lưu ý rằng khả năng xảy ra một cuộc leo thang quy mô lớn từ Nga là có tồn tại. Thời gian có khả năng cao nhất để đạt được sự sẵn sàng cho một sự leo thang sẽ là cuối tháng riêng. Ukraine đã thúc ép Liên minh châu Âu và các đồng minh NATO. Trong tuần này, chuẩn bị một gói trừng phạt cứng rắn để ngăn chặn Nga phát động một cuộc tấn công. Đến lượt mình, Moscow đã cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi gây bất ổn, đồng thời gợi ý rằng Kiev có thể đang chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công của riêng mình ở miền đông Ukraine, điều mà các nhà chức trách Ukraine đã mạnh mẽ phủ nhận. Tiếp tục một diễn biến về nội tình Trung Quốc Thêm nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ Kính thưa quý vị, một nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã cảnh báo vào hôm thứ Sáu rằng họ có thể không trả hết khoản trái phiếu trị giá 400 triệu đô la Mỹ đến hạn vào tuần tới, làm tăng thêm căng thẳng tài chính cho một ngành đang phải vật lộn để tránh vỡ nợ hàng tỷ đô la Mỹ. Kaisa Group Holdings có trụ sở chính tại Hồng Kông cho biết họ đã cố gắng đàm phán lại khoản nợ đến hạn vào hôm thứ Ba, nhưng có quá ít trái chủ đồng ý với các điều khoản không xác định. Trong một tuyên bố của Kaisha được công bố thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cho biết, không có gì bảo đảm rằng công ty sẽ có thể đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ. Một số nhà phát triển Trung Quốc đang phải vật lộn để giảm nợ sau khi các cơ quan quản lý thắt chặt giới hạn sử dụng tiền vay vào năm ngoái. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng vỡ nợ và bất ổn trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư lo lắng rằng tập đoàn Evergrande, con nợ lớn nhất của ngành công nghiệp toàn cầu, có thể sụp đổ với khoản nợ 2.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 310 tỷ đô la Mỹ. Các quan chức ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cố gắng trấn an các nhà đầu tư rằng hệ thống tài chính có thể được bảo vệ khỏi các vấn đề của Evergrande. Các nhà kinh tế cho rằng Bắc Kinh có thể can thiệp. Để bảo đảm có đủ tiền trên các thị trường cho vay nhưng muốn tránh gửi tín hiệu sai bằng cách cứu trợ Evergrande hoặc các nhà phát triển khác. Caisha cho biết họ sẽ xem xét các lựa chọn bao gồm cả việc bán tài sản. Công ty này cho biết họ có hơn 17.000 nhân viên, tài sản 310 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 49 tỷ đô la Mỹ và hoạt động tại hơn 50 thành phố của Trung Quốc. Công ty có tài sản trong lĩnh vực phát triển bất động sản, du lịch, khách sạn vận tải biển và cả y tế. Thưa quý vị, vào hôm thứ Sáu, chính quyền Taliban đã ra sắc lệnh cấm cưỡng ép phụ nữ Afghanistan kết hôn, một động thái dường như nhằm giải quyết các tiêu chí mà cộng đồng quốc tế coi là điều kiện tiên quyết để công nhận chính phủ của họ và khôi phục viện trợ cho đất nước bị chiến tranh tàn phá. Sắc lệnh do lãnh đạo tối cao Taliban, Hibatullah Akhundzada công bố ngày 3 tháng 12 có đoạn lãnh đạo tiểu vương quốc Hồi giáo chỉ thị cho mọi tổ chức liên quan có hành động nghiêm túc để thực thi các quyền của phụ nữ. Xác lệnh chủ yếu đề cập đến quyền kết hôn của phụ nữ, khẳng định không ai có thể ép buộc phụ nữ kết hôn thông qua hành vi cưỡng bức hoặc gây áp lực. Quá phụ Afghanistan từ nay cũng được quyền hưởng một phần tài sản chồng để lại. Tuy nhiên, xác lệnh không đề cập đến độ tuổi tối thiểu để kết hôn, vốn được chính phủ cũ của Afghanistan quy định là 16 tuổi xác lệnh được đánh giá là động thái nhằm đáp ứng tiêu chí mà các quốc gia phát triển đặt ra để công nhận chính quyền của taliban và khôi phục viện trợ cho afghanistan quyết định được đưa ra gần 4 tháng sau khi taliban tiếp quản quyền lực chính quyền mới của afghanistan đang đối mặt với rất nhiều vấn đề khi các nước phương tây từ chối công nhận họ và đồng loạt cắt viện trợ vốn là trụ cột của nền kinh tế của quốc gia trung á này hôn nhân cược ép là tình trạng phổ biến tại afghanistan nơi các gia đình thường gả con gái nhỏ để trả nợ và nuôi sống bản thân. Phụ nữ Afghanistan trong nhiều thập kỷ bị coi như tài sản dùng để trả nợ máu hoặc chấm dứt tranh chấp, thù hận giữa các bộ tộc. Taliban tuyên bố sẽ chống lại điều này. Các bộ lạc Afghanistan có phong tục yêu cầu một quá phụ kết hôn với anh em hoặc họ hàng của chồng. Tuy nhiên sắc lệnh mới của Taliban quy định, quá phụ có thể tái hôn sau khi chồng qua đời 17 tuần và được tự do lựa chọn bạn đời mới. Lãnh đạo Taliban cho biết đã ra lệnh cho các tòa án Afghanistan đối xử công bằng với phụ nữ, đặc biệt là những quá phụ muốn được hưởng thừa kế. Taliban khẳng định đã yêu cầu các bộ trưởng phổ biến nhận thức về quyền phụ nữ trong toàn dân. Tiếp nối chương trình là phần điểm tin trong nước. Số ca mắc Covid tăng Bà Địa Vũng Tàu trở thành vùng nguy cơ rất cao. Thưa quý vị, vào tối ngày 3 tháng 12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 12 đến 18 giờ ngày 3 tháng 12, toàn tỉnh ghi nhận 560 ca mắc mới trong ngày, trong đó có 317 ca nhiễm trong cộng đồng. Thành phố Vũng Tàu vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất toàn tỉnh với 168 ca, trong đó có 133 ca mắc ghi nhận trong cộng đồng. Số F0 ghi nhận trên địa bàn tỉnh từ khi tỉnh bùng phát dịch bệnh vào ngày 28 tháng 6 đến nay đã là 16.865 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 3 tháng 12, Bộ Y tế đã đánh giá cấp độ dịch với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuộc vùng đỏ cấp 4, vùng nguy cơ rất cao. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch và phục hồi kinh tế xã hội thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, tạo sự đồng thuận của người dân yên tâm trong việc thực hiện cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà. Thưa quý vị, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12. Trước đó vào ngày 16 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến hết ngày 30 tháng 11. Nhưng các cơ sở phải kết thúc hoạt động trước 22 giờ hàng ngày. Nay thành phố đã bỏ quy định này. Với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch 1 và 2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới. Với địa bàn được đánh giá cấp độ 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn uống tại chỗ, không quá 50% công suất Tại cùng một thời điểm, không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Với địa bàn được đánh giá cấp độ 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi, không phục vụ ăn uống tại chỗ. Tiếp tục một diễn biến khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh test nhanh gia đình, tiêm mũi 3 cho người có nguy cơ. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét nghiệm nhanh kháng nguyên tất cả thành viên trong gia đình có người từ 50 tuổi mắc bệnh nền Tiêm vaccine nhắc lại cho người đã tiêm đủ liều ít nhất 6 tháng thuộc nhóm nguy cơ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm ngày 3 tháng 12 đã lên kế hoạch triển khai tăng cường bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, mục tiêu giảm mắc và giảm tử vong do Covid-19. Dự kiến kế hoạch này thực hiện từ nay đến ngày 31 tháng 12. Nhóm nguy cơ là người có bệnh nền hoặc trên 50 tuổi, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường, xã, thị trấn sẽ giả soát và lập danh sách các gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ. Trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh các thành viên trong cả gia đình. F0 không thuộc nhóm nguy cơ, ngành y tế khuyến khích đi cách ly tập trung để giảm khả năng lây lan cho các thành viên khác trong gia đình. F0 thuộc nhóm nguy cơ, có bệnh nền ổn định, đủ điều kiện cách ly tại nhà thì được cấp phát thuốc kháng virus. Người có bệnh nền hoặc trên 50 tuổi, xét nghiệm âm tính, sẽ phải tiêm mũi nhắc lại trong trường hợp tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng. Các thành viên trong gia đình xét nghiệm âm tính, y tế địa phương sẽ tiêm vaccine cho những người chưa tiêm. Gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ được Trung tâm Y tế chuyển danh sách kèm số điện thoại liên lạc đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa. Bộ Y tế vào tối ngày 1 tháng 12 đã cho phép tiêm liều bổ sung sau liều cơ bản ít nhất 28 ngày, hoặc tiêm liều thứ 3 vào 6 tháng sau, có thể tiêm trộn vaccine mRNA. Liều cơ bản là liều tiêm theo liệu trình vaccine được nhà sản xuất quy định. Ví dụ, vaccine của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm Trung Quốc tiêm một liệu trình hai liều, mũi 1, mũi 2 cách nhau 3 đến 6 tuần. Vaccine của Cuba liệu trình 3 liều tiêm cách nhau 14 ngày. Vaccine của Johnson Johnson Sputnik Light liệu trình một mũi duy nhất. Cụ thể, liều bổ sung tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, suy giảm miễn dịch vừa và nặng. Liều nhắc lại tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế Gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận khoảng 60 đến 70 ca F0 tử vong mỗi ngày, gấp 2 đến 3 lần so với cuối tháng 10, đầu tháng 11. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị khoảng 86.000 F0, trong đó có hơn 66.000 F0 tại nhà, còn lại là tại các bệnh viện và khu cách ly tập trung. Chuyển sang một diễn biến khác. Sức ép quá tải F0 tại Cần Thơ. Còn tại Cần Thơ, số F0 một tuần qua tăng cao nhất từ trước đến nay bình quân hơn 1.000 ca mỗi ngày. Ngành y tế địa phương đứng trước áp lực quá tải. Tối ngày 3 tháng 12, Bộ Y tế công bố Cần Thơ có 982 ca nhiễm là ngày thứ tư liên tiếp, số F0 mới gần 1.000 ca. Thành phố đang phải điều trị cho 11.329 F0 tại nhà. Trong số bệnh nhân nặng, có 142 ca phải thở oxy, 1 ca thở máy không xâm lấn, 27 ca thở máy xâm lấn. Bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, nơi này đang phải điều trị 450 F0, trong đó 45 trường hợp nặng, nguy kịch. Khoảng 300 y bác sĩ tham gia chữa trị F0, đang quá tải vì lượng bệnh nhân quá đông. Bệnh viện có 50 giường hồi sức tích cực ICU, hiện tại có 45 bệnh nhân nặng điều trị, chỉ còn chống 5 giường. 60 y bác sĩ chuyên môn cao chia thành các ca điều trị bệnh nhân nặng, áp lực rất lớn. Trong khi đó, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ có khả năng tiếp nhận 150 F0 thì hiện đã đầy kín. Các cơ sở y tế khác cũng đang quá tải vì phải thực hiện thêm nhiệm vụ điều trị F0 tại nhà. Hiện mức độ dịch bệnh ở Cần Thơ là cấp 4, mức cao nhất màu đỏ. Hai hôm trước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra công tác chống dịch tại đây, đánh giá tình hình tại đây là rất đáng quan ngại. Theo ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Cần Thơ Thành phố đã kích hoạt 83 trạm y tế lưu động tại tất cả xã, phường thị trấn, thành lập thêm 62 đội y tế lưu động để hỗ trợ y tế cơ sở điều trị F0 tại nhà. Sở y tế Cần Thơ đang tập huấn thêm lực lượng y bác sĩ, sắp xếp lại các bệnh viện tăng khả năng tiếp nhận, điều trị thành phố đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị 100 giường hồi sức tích cực, cũng như thiết bị y tế và nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, cùng với Bệnh viện Y học cổ truyền để bảo đảm năng lực tiếp nhận bệnh nhân nặng và nguy kịch. Đợt dịch thứ tư tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận tổng cộng 28.470 ca nhiễm COVID, trong đó có 13.301 người đã được điều trị khỏi, 123 người tử vong. Kính thưa quý vị, một giáo viên dạy môn ngữ văn của trường Trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã uống thuốc ngủ tự tử để phản đối quyết định kỷ luật trước mặt lãnh đạo và giáo viên của trường sau buổi họp. Theo đó, giáo viên Võ Thị Như Hoa đang dạy môn ngữ văn của trường Trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt là người đã uống thuốc ngủ tự tử trước mặt lãnh đạo trường để phản đối nhiều quyết định kỷ luật trong thời gian dài. Cô Như Hoa cho biết hồi tháng 11 vừa rồi, bỗng nhiên cô bị áp đặt quyết định kỷ luật cảnh cáo với lý do không thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng phân công, vắng mặt không phép từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021. Đến chiều ngày 2 tháng 12, lãnh đạo trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt đã tổ chức buổi họp kiểm điểm cô Hoa. Thành phần tham dự buổi họp gồm toàn thể viên chức nhà trường. Sau khi biết cuộc họp diễn ra, cô Như Hoa lập tức đến trường để dự họp dù không được thông báo hay có thư mời dự họp chính thức. Báo Thanh niên dẫn lời cô Như Hoa nói: "Hôm đó tôi có đối chất với hiệu trưởng về những hành vi tôi bị cáo buộc vi phạm dẫn đến ra quyết định kỷ luật. Tôi đề nghị hiệu trưởng chứng minh về mặt giấy tờ, văn bản có mộc đỏ về những hành vi tôi sai phạm từ các cơ quan công quyền, nhưng hiệu trưởng không chứng minh được. Vì quá uất ức với quyết định kỷ luật nêu trên, cô Hoa đã uống thuốc ngủ tự tử trước mặt hiệu trưởng và nhiều giáo viên có mặt. Sau đó, cô được một số giáo viên đưa đến bệnh viện quận 7 để cấp cứu." và cô đã xuất viện trong cùng ngày hôm đó. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin sáng ngày 4 tháng 12 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.